Xin chào, tôi là Hải, một cựu học sinh trường RMIT. Hiện tại thì tôi đang làm trong hai lĩnh vực, đó là giáo dục và điện ảnh. Đến với TEDxRMIT năm nay, tôi mong muốn được lan tỏa những năng lượng tích cực đến với khán giả, giúp cho các bạn tự tin và tin tưởng vào đam mê của mình bằng việc trả lời câu hỏi: liệu đam mê có tạo ra những ảnh hưởng tích cực? Trước tiên, tôi muốn hỏi các bạn đang theo dõi chương trình một câu hỏi là: có ai trong số các bạn đã từng dành ra thời gian để suy nghĩ về mục tiêu của mình và lên kế hoạch cho cuộc đời của mình trong ít nhất 10 năm kế tiếp hay chưa? Sẽ có những câu trả lời là có, và bản thân tôi nằm trong 5% số này. Thời sinh viên của tôi thì quả thực là một cái thời gian đáng nhớ. Tuy nhiên, kết quả học tập các môn học của tôi thì không tốt chút nào. Tôi học ngành quản trị kinh doanh, chuyên ngành kế toán, và thường xuyên tôi thi trượt các môn học như là kế toán quản lý, kế toán doanh nghiệp, và đỉnh điểm đấy là vừa trượt môn kiểm toán auditing 3 lần. Tôi vẫn còn nhớ rất là rõ, khi ấy tôi có một cô bạn, cô ấy từng học cùng với tôi. Cô ấy học kiểm toán, tôi cũng học kiểm toán. Cô ấy tốt nghiệp đại học, tôi cũng tốt nghiệp đại học. Cô ấy tiếp tục học lên thạc sĩ, và khi tốt nghiệp, cô ấy gặp lại và hỏi tôi là: Hải đang làm gì rồi? Tôi trả lời: Hải vẫn đang học môn kiểm toán. Vẫn có câu thất bại là mẹ thành công. Tôi cũng tin điều đó nên kiên trì học đi học lại môn kiểm toán, vì đây là môn học cuối cùng để tôi có thể tốt nghiệp. Tôi học đi học lại, vẫn nhớ khi nhận kết quả của lần học thứ 3 bị trượt với điểm số 39 ấy. Theo nội quy của nhà trường thì tôi sẽ bị đuổi học tạm thời khi trượt một môn quá 3 lần. Lúc đó, mặc dù đã rất chán nản với việc học môn này nhiều lần, nhưng mà tôi không chùn bước. Tôi đã thể hiện khả năng thuyết phục thiên bẩm của mình bằng cách lên gặp ngay thầy trưởng nhóm bộ môn và giảng viên dạy môn học đó để được xin học lại lần thứ 4. Ngay sau một buổi sáng nỗ lực thuyết phục, thì tôi cũng được đặt cách học lại một lần nữa. Cuối cùng, tôi không phụ lòng mọi người bằng cách đỗ môn học lần thứ 4 với điểm số vừa đủ là 52 trên 100. Bây giờ, khi nhìn lại mình khi ấy, tôi nhận ra rằng tôi không hề có chút đam mê nào với việc học các môn trên giảng đường. Tôi không hề thích những môn học liên quan đến tính toán chi tiết. Đơn giản, tôi học chỉ vì tôi thấy bạn bè học nên là tôi muốn học chung với các bạn. Tôi chưa từng nhận ra công việc mà tôi thực sự đam mê là gì. Tôi chưa từng nghĩ đến về những mục tiêu, những điều mà tôi thực sự thích và muốn làm. Nhưng tôi nhận ra một điều rằng nếu làm bất cứ việc gì mà không có đam mê, những gì bạn nhận được thì thực sự chỉ có sự mệt mỏi, chán nản, và bạn sẽ dần mất đi động lực để thực hiện những điều đó. Vậy thì câu hỏi tiếp theo: làm thế nào để xác định được đam mê của bản thân và làm thế nào để khiến chúng giúp ích cho cộng đồng? Với cá nhân tôi có một đam mê cháy bỏng trong việc giúp đỡ phụ nữ và trẻ em. Ban đầu, tôi cũng rất khó khăn để xác định được giữa liệu muôn vàn đam mê của mình thì tại sao tôi lại chọn giúp đỡ phái nữ và trẻ em. Rất may mắn, tôi đã học một cách để xác định được điều này, đấy là sử dụng Ikigai. Mọi chuyện bắt đầu khi tôi nhận được công việc đầu tiên của mình khi tốt nghiệp đại học. Tôi từng là một người bán hàng trong một công ty khởi nghiệp về nội y dành cho nữ giới. Trước khi làm công việc này, tôi đã áp dụng Ikigai vào. Thì điều đầu tiên, điều tôi thích, đấy là giúp đỡ phái nữ. Điều xã hội cần, những bộ nội y chất lượng tốt với giá tốt. Điều mình giỏi, bán hàng, kiếm được tiền. Nếu mà tôi bán được nhiều bộ nội y, tôi sẽ có thu nhập tốt. Trong thời gian đầu làm việc, tôi đã gặp khá nhiều khó khăn. Vì là nam giới, tôi không thể vào phòng thử đồ và nhìn kích cỡ áo để tư vấn chính xác cho các khách hàng nữ giới của mình được. Mà các dòng nội y này lại theo kích cỡ của người nước ngoài nên là nó khác hoàn toàn với kích cỡ chuẩn của người phụ nữ Việt Nam. Đặc biệt lúc đó, chúng tôi còn đến công ty bán trực tiếp cho khách hàng. Vì lúc đó khách hàng đến cửa hàng rất là ít. Bản thân tôi đã đề xuất chiến lược là đem sản phẩm công ty tới tận công ty của khách hàng để chào dịch vụ. Vì tôi là người đề xuất nên là tôi cũng phải là người đầu tiên để liên hệ các công ty để được phép đến bán các cái sản phẩm của mình ở nơi làm việc của các khách hàng. Lúc đó thì tôi vẫn nhớ trời Hà Nội thì rất là rét, nên khách hàng họ cực kỳ ngại việc thử đi thử lại nhiều lần. Nếu tôi không có phương pháp nào khác ngoài việc khiến họ phải thử thì mới biết bộ quần áo có vừa với họ hay không ngay trong lần đầu, tôi sẽ không thể bán hàng. Do đó, sau gần một tháng tích lũy kinh nghiệm và suy nghĩ giải pháp, tôi đã thử nghiệm thành công phương pháp nhìn bên ngoài và đoán kích cỡ chuẩn áo ngực mà không cần khách phải vào phòng thay đồ thử trực tiếp. Khi áp dụng thành công thì doanh số cá nhân tôi đã tăng lên gấp 3 lần, đứng đầu trong nhóm bán hàng của mình. Sau đó một tháng thì tôi được thăng lên làm quản lý của nhóm bán hàng đó để áp dụng rộng rãi cái phương pháp mà tôi đang sử dụng. Có một điều thú vị là tôi đã quay lại trường đại học cũ ở Hà Nội, bán nội y cho toàn bộ nhân viên tại trường. Đặc biệt, tôi cũng đã bán được thành công một bộ nội y cao cấp đó cho chính cô giáo dạy môn kiểm toán của mình thời đó. Qua câu chuyện kể trên thì các bạn cũng có thể nhận thấy rằng công việc của tôi trái ngược hoàn toàn với ngành tôi học và rất là khó để bán được hàng cho các khách hàng khác giới. Nhưng dù vậy, vì đam mê, vì hy vọng có thể giúp đỡ phái đẹp trở nên xinh đẹp và tự tin hơn, tôi không màng đến những sự đối nghịch đó. Và ngược lại, tôi tìm cách để vượt qua những rào cản để hoàn thành tốt nhất cũng như nguyện vọng cái công việc của mình. Vì tôi tin rằng nghị lực vượt qua rào cản của bản thân không chỉ là điều người có hoàn cảnh đặc biệt cần có, mà bất kể ai trong xã hội này cũng nên có để cuộc sống của mình được trọn vẹn hơn trong công việc mình đam mê. Bài học số 2 ở đây chính là khi gặp khó khăn, đam mê giúp bạn kiên trì tìm ra giải pháp. Công việc số 2 tôi làm đó là giúp đỡ phái nữ tìm được công việc phù hợp. Trong cái quãng thời gian bán nội y nữa, tôi đã tiếp xúc và trao đổi với rất nhiều phụ nữ và nhận thấy một cái vấn đề lớn nhất đối với họ. Đấy là cần được hỗ trợ để có được những công việc phù hợp. Ví dụ có những bạn MC, PG tiếp thị sản phẩm, họ rất xinh đẹp, học thức nhưng hay bị gạ gẫm và lừa gạt bởi những người cũng giả vờ làm nhà tuyển dụng, đăng tin trên các trang tuyển dụng không uy tín. Hoặc cũng có rất là nhiều bà mẹ mới sinh, họ rất khó để tìm được những công việc bán thời gian, việc làm từ xa để kiếm thêm thu nhập. Họ cũng không biết phải tìm những cái công việc đó ở đâu. Vì vậy, khi đã có đủ thông tin, kinh nghiệm về ngành, tôi đã quyết định thành lập sàn việc làm chỉ tập trung cho nữ giới các công việc thời vụ. Ban đầu khi mới lập ra trang việc làm, có rất là nhiều chị em thì không tin và bảo là chúng tôi lừa đảo khi mà bảo họ cung cấp thêm các cái thông tin cá nhân lên cái trang hồ sơ. Cũng nhiều bạn bè của tôi vào trêu chọc và bảo là tôi cũng sắp thành tú ông số 1 Việt Nam khi sở hữu cái lượng data thông tin cá nhân lớn của rất nhiều người dùng là nữ giới. Thì bỏ qua những cái khó khăn ban đầu đó, chúng tôi đã kết nối thành công được những cái việc làm đầu tiên, đem lại thu nhập cho ứng viên và tạo được lòng tin với họ. Dần dần, chúng tôi mở rộng dần ra. Trong suốt 3 năm, chúng tôi đã kết nối thành công hơn 4.000 việc làm cho phụ nữ. Khi nhận được những cái lời cảm ơn của họ, thực lòng cho bản thân, đội ngũ chúng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Từ việc theo đuổi đam mê với công việc bán nội y, tôi đã tiếp tục theo đuổi niềm đam mê ban đầu, đó là giúp đỡ phái nữ. Dù thử thách lần này có lớn hơn, nhưng khi bạn tiếp tục kiên trì thì sức ảnh hưởng tích cực cũng sẽ lớn hơn nhiều. Niềm vui khi giúp được rất nhiều người quả thực vô cùng tuyệt vời. Bài học thứ 3 ở đây là từ niềm đam mê ban đầu sẽ giúp bạn tiếp tục tạo ra những ảnh hưởng tích cực. Hiện tại, công việc của tôi đấy là giúp đỡ trẻ em. Tại sao ạ? Trong cái thời gian làm sàn tuyển dụng và tiếp xúc với nhiều phụ nữ khắp mọi tầng lớp, tôi nhận thấy cái mối ưu tiên lớn nhất của họ chính là trẻ em. Và ai cũng có cái ưu tiên hàng đầu là mong muốn trẻ em được tiếp cận với những nền giáo dục tốt nhất. Và để tiếp cận được với những cái nền giáo dục tốt nhất trên thế giới thì trẻ em phải học được ngôn ngữ chung của thế giới, chính là tiếng Anh. Tuy nhiên ở thời điểm đó tôi nhận ra một nghịch lý rằng nhu cầu học tiếng Anh đang ngày càng cao tại Việt Nam và điều kiện học tiếng Anh của học sinh Việt Nam đã tốt hơn rất là nhiều so với trước đây. Nhưng mà thứ hạng thông thạo tiếng Anh của người Việt Nam thì lại liên tục sụt giảm. Việt Nam rơi xuống nhóm nước có mức độ thông thạo tiếng Anh thấp. Năm 2020, xếp ở vị trí thứ 65. Đây cũng là thực trạng của nhiều quốc gia đang phát triển khác do phương pháp học tiếng Anh chưa phù hợp. Việc tiếp cận tiếng Anh ở các vùng sâu vùng xa gặp khó khăn và chi phí học quá cao, đó là những nguyên nhân chính. Chính vì vậy, đội ngũ của chúng tôi đã mong muốn thay đổi được điều này. Đầu tiên thì chúng tôi cũng vẫn mở một trung tâm, mong muốn là mở chuỗi trung tâm ở khắp các tỉnh thành tại Việt Nam. Thì khi mở một cái trung tâm đầu tiên dạy tiếng Anh á, với quy mô nhỏ, chúng tôi cũng đã gặp những cái vấn đề là thứ nhất, có rất là ít học sinh học được tại một lớp. Học phí để mà duy trì được cái trung tâm nên nó rất là cao, nên là học phí cũng phải cao. Không tiếp cận được với số lượng lớn người thu nhập thấp, bởi vì cái trung tâm của tôi mở ở các thành phố lớn. Mở rộng đi cũng rất là khó, khi mình mở một tỉnh thành khác mình sẽ gặp rất là nhiều vấn đề để tìm hiểu cái thị trường ở tỉnh đó. Sau đấy thì chúng tôi đã đổi lại cái mô hình, làm thành một cái phòng thi ảo online để dễ tiếp cận hơn. Thì khi chúng tôi thay đổi lại toàn bộ mô hình, đưa tất cả các cái việc dạy truyền thống lên online, thì thứ nhất chúng tôi đã tăng trưởng bùng nổ bằng cách là thứ nhất là dễ nhân bản đi khắp nước. Học phí nó cũng chỉ bằng 1/10 so với trung tâm truyền thống thôi. Có thể tiếp cận được số lượng lớn người thu nhập ở khắp mọi nơi khi Internet đang bùng nổ, phổ cập như hiện tại. Thì hiện tại chúng tôi đã giúp đỡ được hơn 20.000 trẻ em học tiếng Anh và hướng tới hàng triệu trẻ em khắp đất nước sẽ được tiếp cận trong 4 năm tới. Bài học số 4 ở đây là khi đã tạo ra những ảnh hưởng tích cực ban đầu, bạn tiếp tục đều hàng ngày một cách kiên trì thì sẽ tạo ra một sự ảnh hưởng vô cùng to lớn tới xã hội. Tôi rất thích câu nói của cựu Liên Hợp Quốc Kofi Nam. Đấy là hãy tự tin, trao niềm tin cho những người trẻ, trao cho họ cơ hội và họ sẽ làm cho bạn trở nên ngạc nhiên. Tại cái thời điểm hiện tại, tôi đang theo đuổi đam mê của mình là trao cơ hội tiếp cận với một nền giáo dục tốt hơn, dễ dàng hơn cho các bạn trẻ. Tôi mong tất cả các bạn cũng sẽ làm điều này, theo đuổi đam mê của mình. Sau đó, hãy trao đam mê và cơ hội đó cho thế hệ trẻ và họ sẽ làm các bạn cảm thấy tự hào, thực sự tự hào. Cảm ơn.